Xin chào mọi người, tối nay mình giới thiệu đến mọi người laptop ThinkBook X380 Yoga nha. Mọi người có thể gặp cảm ứng 360 độ, B089 là mã mình đặt cho máy. Và giờ mình sẽ, nó có bút nha, có bút cảm ứng nè, rồi mình sẽ gặp cho mọi người. Sau đó mình sẽ quay rõ cái ngoại hình, cái cũng như cái cấu hình và mình báo giá. Mọi người rất là gọn luôn, màn hình 13.3 inch, sáng đẹp, chất lượng lắm luôn á. Máy là đẹp lắm, tí nữa mình sẽ quay rõ chi tiết hơn. Màn hình là đẹp nha mọi người, 13.3 inch, bút cảm ứng rồi rất là ok. Cấu hình nó là i5 Gen 8 nha mọi người, và RAM 16GB onboard. Những cái dòng gặp cảm ứng như thế này, RAM nó là onboard mọi người, và đặc biệt là dòng Yoga đó thì RAM 16GB ok. Nó còn có bản RAM 8 nữa, mà RAM 16 là quá ok. Mình không vừa mát mà mình không nghĩ tới cái việc nâng cấp làm gì luôn, mà khỏe. SD là 256GB, mọi người có thể nâng cấp lên 512 1T gì tùy mọi người ha, đều được hết. Màn là đẹp nha mọi người, màn là độ phân giải màn hình là Full HD nè, 13.3 inch. Ví dụ như mình muốn vẽ vời hay là ký chữ ký hay gì gì là đều được hết mọi người, rất là nó mịn, nó ok. Mình sử dụng vẽ vời làm cái này làm cái kia, mà những cái dòng mà vừa cảm ứng có bút biến cái laptop thành cái máy tính bảng như vậy để sử dụng rất là tiện luôn, mọi chức năng là hoạt động hoàn hảo hết ha. Và giờ mình sẽ quay cho mọi người xem. Phím phím thì đẹp cho mọi người, có led phím rồi đầy đủ hết trơn, là sáng trưng luôn. Phím như thế này là đẹp rồi, không có bị mòn một chút nào hết. Có hơi bóng nhẹ đã qua sử dụng nhưng cũng không ăn thua gì mọi người, rất là êm mềm xịn. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế đúng khuôn luôn, và dán vào là gõ kiểu quốc tế ok ha. Bàn rê chuột là đẹp nè, i5 V Pro Gen 8 RAM 16 quá ok mọi người. Góc cạnh bên này nhìn cũng rất là đẹp, bên này cũng vậy. Cái máy nó còn khá là đẹp, là nhìn là biết liền mọi người, nhìn là rất là thích luôn. Cái vỏ ở ngoài đây mọi người không có hề là tì vết luôn, nhìn rất là đẹp ha. Mọi người thấy cái lớp kim tuyến không, không có bị mòn hay là bóng hay gì luôn á mọi người. Rất là hiếm có con nào mà nó còn đẹp như cái con này lắm, thì cái con Yoga X380 ha. Đây là ngõ sạc này, cái tai si sấm sét nè mọi người. Ngõ này là ngõ ra mạng LAN USB ha, nó cũng tương đối sạch sẽ. Cái cạnh ở phía dưới thì nó hơi mòn nhẹ thôi, hầu hết máy cũ mà nó hơi mòn cái cạnh thì máy nào cũng vậy. Đây cái nút nguồn, chỗ này là nhét cây bút vô nha mọi người, đây nè, nhét cây bút vô. Bên này thì tai nghe nè, rồi thẻ nhớ USB có HDMI đầy đủ hết. B089 là mã mình đặt cho máy, về mình báo cái giá là cực kỳ tốt luôn mọi người. Chỉ có 5 triệu 9 thôi, 5 triệu 9 cho cái con Yoga X380 khá là đẹp. Ai chốt thì inbox mình ha, mọi người mua hàng cọc 1 triệu còn lại mình ship code nè. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều ha, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình.